thịt rùa ngon người thượng hải có câu đầu môi như thế này hiện thế báo nghĩa là việc làm trong hiện tại trả báo đến ngay hiện đời chẳng đợi sang kiếp sau mới báo ở thượng hải có vương tiên sinh bình thường rất ưa ăn thịt rùa nhưng cách chế biến thức ăn của ông khác người ông chế nước gặp nồi dùng nắp đầy kín nồi trung tâm nắp có khoét một lỗ hỏng to cỡ đầu rùa ông bỏ rùa sống vào. Sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị đồ sôi nung nấu đau không chịu nổi. Nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này, ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào bị rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nước gia vị thấm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng Ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của con rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỗng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại khích, thật giả man. Chưa hết, rùa đang hoàng hoại đau đớn dãy chùa trong nước đóng, rồi chịu không nổi đồ nước sôi hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là, nó đành vô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp, để giải nhiệt tiếp. Lúc này, vương tiên sinh tàn dẫn, lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt, tiêu, rùa bỏng rác cả lồng, rồi rút đầu xuống. Cảnh thò thò rụt rụt như thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rồi chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng điện, mà vương tiên sinh đành tâm giết hại có tàn dẫn. Rồi vương tiên sinh cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác, thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa, lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền, thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn, thì thấy cửa thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa, vô phương đi xuống ông muốn chui ra cửa sổ để bảo tồn sinh mạng nhưng sông cửa sắt khe hở quá hẹp nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt cây tại đó vô phương tiến thoái ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến lửa dữ cháy tràn lan trên đất đầu ông bị kẹt nơi song sắt như bị đướng đóng thêm ông há to miệng gào thét kêu cứu Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ sông cửa. Ông bị nước xối bắn vào biển đau đớn, giống hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài sông không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó, có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, vương tiên sinh cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của vương tiên sinh đã khiến cho ông phải nếm trải khổ hình tương tự, nhân quả báo ứng, quả thực không chối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào, thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là vương tiên sinh tự khiến mình rơi vào lò nước lửa thiêu nóng. Trong Kinh Pháp Cứu ghi, Yêu nghiệt mà gặp phúc, là ác kia chưa chính. Đến khi quả ác chính thì tự thọ tội khốc liệt vương ti sinh nhận thọ quả báo thực khiến cho người ta phải kinh sợ cảnh ông chết thật là đau đớn khó khăn phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ mà cẩn trọng thai giáo tuyệt vời lời người dịch thoạt đầu khi đọc đến tựa của câu chuyện này tôi đã rất thờ ơ không muốn dịch nhưng sau đó tôi ráng đọc thử xem tác giả muốn nói gì và câu chuyện đã khiến tôi cảm động xin được chia sẻ với bạn đọc nhất là chư phật tử tại gia những người trẻ tuổi sắp làm cha làm mẹ tiết đình là một nhạc công khi mang thai cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với phật pháp nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới tập tu theo Pháp Phật và quyết định giáo dục thai nhi theo Phật giáo. Chúng ta hãy nghe Tiết Đình thuộc lại câu chuyện giao cảm thần linh thần kỳ giữa hai mẹ con họ. Sau khi kết hôn, vì muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh thông minh, tôi rất chú trọng đến ẩm thực, lo tập luyện, chuẩn bị chu đáo đủ cách. Thấy trong kinh địa tạng ghi rằng, chúng sinh ở cõi ta bà, đời dĩ lai, những người sắp sinh con, nếu trong bảy ngày mà tụng kinh địa tạng bất khả tư nghị này và niệm danh bồ tát đủ dạng biến thì đứa con sinh ra dù nam hay nữ đời trước có ước báo cũng liền được thoát khỏi an lạc dễ nuôi thọ mệnh tăng đoạn kinh này đã ban cho tôi chỉ đạo quý báo tôi tin tưởng và cảm thấy được khích lệ rất lớn vì vậy tôi quyết tâm nuôi dưỡng đào tạo ra một đứa bé băng thanh ngọc khiết có tư chất thanh cao, nhất quyết hung đúc trí tuệ và phúc đức cho nó theo Phật Pháp. Tôi trong thời kỳ mới hoài thai, tôi bắt đầu, vì con tụng kinh địa tạng do thân thể chưa quen, không thoải mái, nên tôi chỉ thành kính tụng kinh địa tạng vào 10 ngày trai. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản, làm vậy là giúp cho sinh mệnh bé bỏng mới tượng hình trong bụng tôi có thể được nghe bộ kinh bất hủ của Phật Thuyết. Tôi quyết tâm gì bé, tiến hành việc thai giáo tốt đẹp nhất, theo Phật Pháp, nên lòng cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào. Niềm vui này thật khó mà diễn tả hết được. Tôi luôn cầu chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ban cho tôi một đứa con như nguyện, mang thai được bốn tháng. Nhờ thiện tri thức khai thị, được người nhà tôi giúp toàn lực ủng hộ và chăm sóc. Tôi triệt để tin lời Phật nên hoàn toàn ăn chay. Ăn chay không những giúp tôi có dinh dưỡng tốt, thanh sạch mà cũng chẳng bị mỏi mệt khó chịu. Ngược lại, còn khiến tôi mặt mày hồng hào tươi tắn, thân tâm an vui, tinh thần thể lực sung mãn. Sau đó, tôi tiến bộ hơn. Có thể vì con mỗi ngày tụng một bộ kinh địa tạng, siêng năng không lười. Tôi đối với những điều Phật nói trong kinh vững tin không nghi. Tôi tụng kinh, âm thanh rõ ràng, ngày ngày bầu bạn cùng thai nhi đang dần lớn lên. Trong lòng sung mãn niềm an lạc hân hoan chưa từng có. Vì kinh nghiệm đang thực hành, lòng luôn mong mỏi khát khao, mau được nhìn thấy mặt con. Thời gian trôi qua thấm thoát, mùa hạ đến tỏa khí nóng oai bức khó chịu nhưng tôi không chút lười biếng vẫn nỗ lực dụng công ra sức thanh năm quả dục nghĩa là tai chẳng nghe tiếng ác mắt chẳng nhìn việc ác tinh tấn không lười luôn dùng chánh niệm hộ tâm mỗi ngày tôi vì thai nhi tụng kinh tận lực làm một người mẹ tốt đúng cách hôm nọ lúc tôi tụng xong bộ kinh địa tạng thì cảm thấy cổ họng khô đau liền tiến đến tủ lạnh định lấy kem ăn giải lao thưởng công cho mình đã cực khổ tụng niệm nãy giờ nhưng ngay giây phút tôi mở tủ lạnh ra đột nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Việc này thật bất ngờ, khiến tôi tưởng mình nghe lầm. Lòng cảm thấy rất kỳ quái, nên thầm nghĩ. Đây chắc là do ta tự nghĩ lẫn thẩn, hoặc là một dạng tự kỷ ám thị mà thôi. Vì vậy tôi không chú ý cho quyết định. Nghĩ một chút, lát nữa sẽ ăn vậy. Nghỉ ngơi xong, tôi lại đến mở tủ lạnh thật không ngờ cảm thọ lúc nãy lại xuất hiện mẹ ơi đừng ăn kim con sẽ rất lạnh câu nói này một lần nữa vang lên mãnh liệt trong óc tôi rõ ràng là thai nhi trong bụng đang dùng tâm nói chuyện với tôi và mách cho tôi biết những cảm thọ khổ vui của nó giao cảm kỳ diệu này khiến tôi hiểu sâu sắc thai nhi và tôi đang tâm tâm tương thông, tâm tâm tương tri. Kinh địa tạng đã giúp tôi và con liên lạc mật thiết mầu nhiệm cùng nhau. Mẹ con chúng tôi đồng hiểu nhau qua ngôn ngữ nội tâm, cùng cảm thọ, kết thành thiện duyên mẫu tử, cực kỳ thâm sâu quyền diệu trong đời này. Tôi đã từng dùng tâm thành, tâm cung kinh, tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chứ đồng tử kinh. Trong kinh diễn tả, khi con ở trong thai nếu mẹ ăn nóng con khổ như đang ở trong cái nóng địa ngục nếu mẹ ăn lạnh con khổ như đang ở trong cái lạnh địa ngục cả ngày thống khổ vừa theo đoạn văn kia giây phút tôi và con tâm linh cảm ứng đã chứng thực giải rõ điều này khiến tôi xúc động vô cùng mãi mãi không thể quên lời phật đúng là chân ngữ thật ngữ mà đây cũng là ứng hợp với những điều trong cuốn sách thuốc Thiên Kim Phương. Trong đó có nói, trong lúc mang thai mà ăn cực nóng hay cực lạnh là cấm kỵ. Từ đó vì thai nhi, bất kể thời tiết nóng bức ra sao, tôi cũng không dùng qua thức lạnh nào. Cục cưng sinh ra được hai tuần. Theo thói quen, tôi cho bé ăn hoàng liên, một loại thuốc bắc khiến bé đi tả không ngừng. Ngắm nhìn bé ốm gầy không còn sức lực, lòng tôi nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an. Tôi áp mặt vào dần tráng tái nhợt của con, U tư trăm mối, tâm rối như tơ. Thì ngay lúc đó, trong óc tôi chợt xuất hiện một câu nói. Mẹ ơi, mẹ đừng dùng trứng gà nữa, Ăn trứng gà với con rất là không tốt. Tôi bừng tỉnh ra. Chính là bé cưng đang nói với tôi. Tôi hoàn toàn ăn chay đúng theo kinh địa tạng dạy. Nhưng do để thúc sữa, chị dâu tôi đã ngày ngày làm rượu trứng gà cho tôi uống. Lần này, tôi bắt đầu thưởng thức cuộc đối thoại tâm linh thú vị cùng con. Tôi khởi ý nghĩ trong tâm. Con cưng à, Mẹ phải làm sao con mới an ổn đây?" Bé lập tức hồi đáp: "Mẹ hãy mau tụng 7 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho an gia trái chủ của con." Không chút chậm trễ, tôi lo tụng cho xong 7 bộ kinh Địa Tạng, sau đó tôi hỏi bé: "Mẹ đã tụng xong 7 bộ rồi, con muốn mẹ làm gì cho nữa?" Bé đáp: bắt đầu từ nay mỗi ngày mẹ tụng cho con một bộ kinh để tạ nha tôi lại hỏi tụng đến bao giờ mới ngừng bé đáp tụng đến khi con có thể tụng kinh được thì ngừng vậy bao giờ con mới có thể tụng kinh được bé đáp bảy tuổi tôi bỗng nhiên tỉnh ra từ đó Hàng ngày tôi tụng kinh không ngừng, tôi tụng kinh đến hôm thứ hai thì chứng đi tả cô bé liền dứt. Khi tôi viết đến những dòng chữ này, thì bé đã được hai tuổi rồi, thân thể mạnh khỏe, an lành, dễ nuôi. Đồng thời, để hoàn thành lời hứa với con, tôi hàng ngày vì bé tụng một bộ kinh địa tạng, Bảy năm sẽ là hai ngàn năm trăm năm mươi lăm bộ kinh tôi và chồng tôi tin sâu. Bé có thể dùng nhân duyên này để quá độ chúng tôi tinh tấn tu hành. Tôi hiểu sâu như vậy, là cả nhà chúng tôi cùng nhau chung sức hoàn thành đạo nghiệp. Tùy theo con, ngày càng trưởng thành, mà đạo nghiệp của chúng tôi ngày càng tinh tấn, đồng thời thiện hạnh, thiện đức của chúng tôi cũng tăng trưởng theo. Điều này đối với cả gia đình chúng tôi mà nói quả là an vui hạnh phúc biết dường nào. Tiết Đình Giải thích thêm Con và mẹ là do nhân duyên cực sâu mà chiêu cảm nên tình thâm. Trong thời kỳ hoài thai, mẹ cùng con thực sự nương nhau, liên quan từ máu huyết, xương thịt, tinh thần cho đến thể chất. Vì thai nhi tụng kinh đại thừa chính là thai giáo thuốc nhất. Tôi đã gặp nhiều người khi mang thai tụng kinh địa tạng, lương hoàng sám, hay các kinh đại thừa khác, đứa con sinh ra thật là xinh đẹp, thông minh, mạnh khỏe, an lạc, dễ nuôi. Đây là bài văn từ thuật chân thành của một người mẹ ở thượng Hải. Lúc bà sinh ra mười lăm ngày thì tôi gặp ba người, cả nhà họ và đích thân kiểm nghiệm. Nội dung câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Mang thai không nên nổi giận Tại một ngôi chùa ở Tây An, có một phụ nữ khoảng 50 tuổi, đang hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp kể lễ những uẩn khúc của bà. Vợ chồng bà sớm đã đi dị, nhưng đứa con gái do bà trăm cây ngàn đắng nuôi dưỡng khôn lớn, hiện nay là sinh viên Viện nghiên cứu Đại học Bắc Kinh. Từ sinh ra đến giờ, tâm tính hành vi nó rất kỳ khôi luôn thích kình chống mẹ Hãy bảo nó đi đông thì nó rảo tay thí như nó ưa ăn cơm rau xào bà liền làm thật ngon cho nó ăn rõ ràng là nó đang thưởng thức say mê vậy mà cứ làm ra bộ chẳng thích leo lẻo nói mình ưa thứ khác và trách mẹ không chiều theo hôm sau bà làm đúng thứ nó yêu cầu thì nó lại nói mình ưa món khác chẳng phải thứ này nghe mà phát tức vậy đó. Nhưng ở bên ngoài, ai cũng khen nó là một cô gái rất biết điều, và năm nào cũng được bầu chọn là học sinh giỏi nhất của trường. Mặc dù nhờ ảnh hưởng mẹ, nó cũng tin Phật, nhưng thái độ cư xử vẫn không thay đổi. Thấy bà nói niệm Phật tốt, thì nó nghiêng qua tham thiền, dù lúc tĩnh tọa thấy rõ ràng nó niệm Phật. Thưa sư phụ, ngài nói xem, có phải là nó nghịch duyên với con hay không? Có phải là nó đến đòi nợ con không? Hòa thượng bảo, Lúc mang thai, cháu được sáu tháng. Bà thường nổi giận, bà đã gây cãi với chồng mấy lần. Bà nghĩ một lúc, rồi đáp. Ừ, dạ có, con gây với ông xã hai lần. Chồng bà ngày xưa, một bề yêu thương bà, phải không? Ừ, dạ đúng ạ. À. Chồng bà mỗi khi gây, giận lòng rất oán trách bà. Vì mỗi lần gây, dù bà biết mình sai, song vẫn cố cãi bướng. Sau đó, bà làm mất đi lòng yêu thương chồng dành cho bà, cũng khiến ông mất lòng tin về cuộc sống chung. Khi chồng bà đề nghị ly hôn, bà tuy trong lòng rất không muốn, nhưng ngoài miệng cứ oan oan nói lời trái ngược, còn hùng hổ tuyên bố. Ly thì ly, Ông biến ngay cho tôi. Từ hồi ly dị đến giờ, bà không tái hôn là bởi vì hối hận và hoài niệm, đúng không? Đột nhiên, bà bật khóc tức tưởi nghẹn gào, lệ tuôn tràn rụa. Hòa thượng nói tiếp. Lúc bà khi cãi với chồng, thai nhi trong bụng cũng khởi niệm tức giận bà. Cơn phẫn nộ của bà cũng làm thương tổn đến gan tạng con bé bà có lỗi nhưng không chịu nhận mình sai dẫn tới vợ chồng phải ly dị khiến cháu bị mất mát tình thương của cha mà nó chủ yếu là vì cha mà đến đầu thai làm con gái hai người nên tận trong sâu thẳm của ý thức nó đã có sẵn niềm oán hận bà thực ra nội tâm bà đã thầm sám hối lỗi xưa với chồng chỉ là không chịu công khai nói ra thôi. Có một cách giúp bà chuộc lỗi mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của ông. Để ông biết bà đã ăn năn, thì hãy dùng tâm sám hối đó đối diện với con gái. Chính do sai trái của bà khiến đời này nó bị mất đi tình phụ tử. Khi ở nhà, bà hãy chí thành tụng lễ ba bộ lương hoàng sáng dưới sự gia trì của Phật, thái độ con gái đối với bà sẽ thay đổi, nó sẽ thành một đứa con hiếu thuận. Thiện niệm và ác niệm Thiện niệm, ác niệm đều do tâm sinh, vì vạn pháp do tâm tạo. Chúng ta tu hành cần phải kiểm soát, tu trong từng cử tâm động niệm, quản lý tâm mình cho tốt. Nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo số bệnh tất được cải đổi nhà phật thường nói khởi một niềm thiện cung điện nơi thiên đường liền thành khởi một niềm ác hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm trụ nơi vô trụ siêng tu lục độ vạn hạnh ác việc giải thoát thành đạo đều có thể thực hiện người học phật chúng ta nếu tu đến thời tiết nhất định, sẽ có mài luyện đủ loại, đủ kiểu hiện đến với bạn. Lúc ấy, cần có tâm bình hòa, dẫn dục tinh tiến để vượt qua thử thách. Dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi, hy vọng mọi người xem xong được lợi ích. Tiểu Vận là thằng em họ kém tôi 7 tuổi. Tính hết sức ngang ngược, bướng lì, Dì dượng tôi rất cưng chiều nó. Hôm đó tôi tới nhà thăm dì dượng, nhưng họ đi vắng. Chỉ có một mình tiểu vận trong nhà. Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bớt đắc dĩ, tôi phải chơi cùng nó một lúc. Do tôi ít chơi game, nên rất mau thua, làm ảnh hưởng xấu đến số điểm, khiến em tức giận, chạy đến xô tôi té xuống đất, và trách. Sao chị chơi tệ quá vậy? Nhìn khí thế hung hăng của em Tôi lấy giọng chị Nghiêm nghị của nó Em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả Bình thường để gì dưỡng Nên chị luôn nhường nhịn Hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được Thế là tôi túm lấy nó hổn Đánh hổn vào mông nó một trận Tiểu vận bị tôi đánh Khóc hổn ầm hổn lên Vừa khóc vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung Đồng hồ bàn Ly tách các món đồ chơi Đều bị nó làm vỡ hết tôi khuyên ngăn vô ích ngay lúc đó vì dưỡng tôi về nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn vì dượng phật ý hỏi với giọng đầy trách móc vậy là sao trời vì sao mà đồ đặt tùm lum vậy hả chẳng đời tôi giải thích tiểu vận vừa khóc vừa gào lên là chị hồng làm, làm hết đó. Chỉ vừa đánh con vừa quăng đồ á không những làm là, làm con bị thương mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn ba ơi mẹ ơi chị chị thừa lúc hai người đi vắng đã ăn hiếp con như vậy đó tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết chân ngạc nhiên tới há hốc miệng á khẩu cũng chẳng biết làm sao để giải thích vì dượng tôi quá cưng em họ nên tin ngay. Họ giận dữ, mắng tôi. Tại sao mà con không có lương tâm, cư xử quá tệ như vậy hả? Con cũng từng ở đây một thời gian, sao lại đối với em ác như vậy? Cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác, mau cút khỏi đây ngay, cút ngay! Tôi muốn giải thích, nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi, đành dẫn nhịn nuốt giận quay về. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận, thầm nghĩ vì sao dì Dượng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là tiểu vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi ơi, cầu xin Ngài Gia Trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ. Một tuần trôi qua, tôi rất muốn đi thăm em họ và gặp dì dượng để xin lỗi vì bình thường họ đối với tôi rất tốt. Thế là tôi mua quà mang đến nhà họ. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên, vì đang ngồi trên sofa bưng mặt khóc, còn dường ở cạnh bên, thở dài não ruột. Dì Dượng ơi, có chuyện gì vậy? Tiểu giận đâu? Dì Dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh không ngờ một tiểu vận tuấn tú giờ đã biến thành cái đần độn ngớ ngẩn lưỡi em thè ra khỏi miệng quẹo sang bên phải nước giải chảy nhỏ giọt giọt còn tay và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật nó bị như vậy đã một tuần rồi Dựng tôi bớt đắc dĩ kể cho tôi nghe con đi rồi thì qua ngày sau tiểu dựng đột nhiên toàn thân co giật đến bệnh viện khám bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não chỉ có thể điều trị từ từ Không còn cách nào tốt hơn Phải làm sao bây giờ đi chứ Chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà <laughs> Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói Hai mắt đỏ chạnh Chứng tỏ Dì đã khóc rất nhiều Đừng lo rồi sẽ có cách mà Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi mặc dù tiểu vận vì dưỡng đối với tôi một bề ghét bỏ dùng toàn lời ác dành cho nhưng tôi là người học phật cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho tiểu vận có thể em sẽ dần hồi phục gia đình sẽ bình an hài hòa thế là tôi bắt đầu tụng kinh kim cang hồi hướng công đức cho tiểu vận kỳ tích xảy ra. Ba ngày sau, dì tôi mừng rỡ gọi điện khoe. Alo, con hả? Từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh cứ tiểu dẫn chuyển tốt lên rồi. Miệng và mặt nó hết bị co giật, có thể ăn cơm bình thường rồi đó con. Tiểu dẫn đã kể hết sự thật cho dì nghe rồi. Nó đã làm sai và phải nhận lỗi trước con phải không? Thật sự xin lỗi con nha. Hôm ấy, dì đã mắng quan con, con hãy tha lỗi cho dì nghe tối nay con có rảnh không? Mời con đến ăn cơm với gì nha con. Thế là mọi việc tốt đẹp, an ổn, hài hòa. Điều này làm tôi xúc động sâu sắc. Nếu như mỗi người học Phật đều có đủ trái tim từ bi, cho dù bị người khác khởi ác niệm với mình, bản thân cũng không nên nổi sân, mà phải nhờ vào sức mạnh của Phật Pháp, sám hối, hồi hướng. Nếu biết dùng thiền niệm đối đãi với mọi sự, mọi việc, thì nhất định sẽ có hảo báo thu được kết quả tốt đẹp không ngờ. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu người muốn biết ba đời tất cả Phật, nên quán tính Pháp giới, tất cả do tâm tạo. Người học Phật, trong lúc gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, cần giữ chánh niệm nên dùng tâm dẫn nhục, như như bất động đối với mọi hoàn cảnh, làm được vậy mới có cơ hội giải thoát. Kinh Kim Cang nói, tất cả Pháp vô ngã thành tù nơi dẫn. Dần đây, xin khuyến thế nhân, cẩn thận khi nói đăng hành động, phải dình tâm giữ biện, chớ nói lời vu khống người, vì thiện ác nằm trong một niệm, phúc họa như bóng theo hình, nhân quả báo ứng luôn có thật. Lời người dịch Đọc đến đây, bạn có thắc mắc không? Tại sao có nhiều người ác khẩu, vu khống, tạo lỗi tương tự, hoặc hơn cả tiểu vận, mà họ đâu có bị gì? Phải giải thích, đó là tùy thuộc nhân quả. Tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người, tôi xin tạm giải thích như thế này. Nếu xúc phạm kẻ ác, hoặc thường dân, không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân, thánh dân. Hồi mới về xong chuyện này, tôi không tin, cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, quả hồng là Phật tử, không nói dối, và tu rất biên mật giữ giới chu đáo. Do vậy, mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không dẫn nhận được lực gia trì của thần hồ giới, mà cả đến chư Phật, nên mới chiêu cảm kết quả như trên. Đọc trong kinh sử, ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời Phật, đã từng chứng thánh, nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại, rất khó coi. Nguyên nhân bắt nguồn từ khiếp xa xưa, thuở đó ông là một chú tiểu, tình cờ thấy một vị sư già tụng kinh, ông đã cười nhạo chê rằng sư tụng giống hệt trâu nhai cỏ không ngờ vị sư này đã chứng a la hán do lỗi xúc phạm thánh dân mà sa di đó năm trăm đời miệng thường nhót nhép giống trâu nhai cỏ cho đến kiếp cuối cùng này dù đã chứng a la hán rồi vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa ngoài tác động luật nhân quả mắng người thì bị người mắng hại người bị hại lại thì việc vô cớ vu oan đổ lỗi cho hiền dân hay một người chỉ giữ ngũ giới nghiêm ngặt thôi, thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu vời báo ứng xấu cho mình, giống như câu chuyện quả hồng vừa kể là một chứng minh. Vì vậy, Phật thường khuyên ta cẩn ngôn và luôn nhắc, họa nằm nơi đầu lưỡi. Đầu lưỡi. Mã Thanh Mã Thanh là một nam doanh nghiệp trẻ rất thành đạt. Gia đình anh vốn hạnh phúc mỹ mãn, thế nhưng do công việc phải giao tế nhiều đã phát sinh những việc khiến họ bó tai từ nhỏ thì mã thanh rất ưa tĩnh tọa tu hành sau khi kết hôn do bề bộn việc nhà lẫn công ty nên dần dần anh tu hành giải đãi và huân diễm những thối xấu thế tục trong thời gian này anh tạo vô số nghiệp sát đạo dâm vọng gì cũng điều phạm do vậy mà quan hệ vợ chồng đã dần dần chuyển xấu mới đầu thì phát sinh gây gỗ, sau đó dẫn tới ẩu đả, hôn nhân đang ở bên bờ vực tan vỡ. Mã Thanh cũng muốn cứu vãn hôn nhân, hy vọng thoát khỏi phiền não, vì vậy anh đến tìm tôi. Lần đầu tiên diện kiến, Mã Thanh gây cho tôi ấn tượng không tốt. Nhìn mặt anh khí sắc u ám tối tăm, Tôi nói, anh gần đây tâm tư rất thống khổ, nơi tim đau đớn khó chịu lắm phải không? đúng vậy. Mã Thanh gật đầu thừa nhận. vợ anh từng phá thai bốn lần, trong số đó có một bé trai hết sức ưu tú phải không? mặt Mã Thanh đang bình thường bỗng chuyển sang tái nhợt. anh căng thẳng nói. quả tình vợ tôi đã phá thai bốn lần nhưng hoàn toàn không biết là trai hay gái. riêng vợ tôi trước khi phá thai có lần đã nằm mộng thấy một bé trai cô làm sao biết được những việc của mỗi cá nhân làm không gì mà không lưu lại hiện lộ rõ tất cả việc mình làm thảy đều bị trời đất trong vô hình âm thầm ghi lại hết nhưng bản thân mọi người không hay còn đinh ninh cho rằng sẽ không ai biết chuyện mình làm thực tế thì tất cả đều được ghi lại đủ không sót mảy may những việc không hay phát sanh trong gia đình anh thảy đều do sát nghiệp tạo thành mà trong đó tội phá thai là nặng nhất anh nhất định phải chí thành sám hối tùng kinh ăn chay phải vì mỗi dông thai đã bị giết đó tùng ít nhất bảy bộ phật thuyết trường thọ diệt tội hội chư đồng tử đà la ni kinh nhất định phải thành tâm thành ý sám hối sửa chữa từ rài về sau không nên đánh đập vợ nữa anh có làm được như vậy chăng làm được tôi nhất định làm được. Một tháng sau, Mã Thanh dẫn vợ là chị Trương đến gặp tôi. Lúc này khí ấm đen trên mặt anh đã biến mất. Hơn nữa, dung nhan còn rất tươi tắn, hớn hở, đầy vẻ tự tin. Vừa gặp tôi, Mã Thanh xúc động nói. Thật không thể nghĩ lường. Tôi cảm nhận rõ ràng từng chữ từng câu trong kinh. Phật thuyết trường thọ diệt tội, hộ chư đồng tử Đà La Ni. Tôi vừa mới đọc một biến, thì ngay đó cảm thấy muộn phiền đau đớn nơi tim tiêu mất thế là tôi dội đến y diện khám nhìn vào thấy bản điện tâm đồ hiển thị bệnh tim đã hồi phục bình thường bác sĩ cũng rất ngạc nhiên tôi nguyện từ nay nhất định kiên trì học phật tụng kinh sám hối làm một phật tử chân chánh sống lợi ích cho chúng sinh hiện giờ quan hệ vợ chồng chúng tôi đã chuyển tốt rất nhiều vợ và con gái cũng khởi sự bước vào đường học phật nhờ mã thanh thực tâm sám hối chân hành tụng phật Thuyết trường thọ diệt tội hồ chư đồng tử đà la ni kinh nên đã hóa giải oán hận nơi vong thai giúp bé sớm được đầu thai đồng thời bình anh cũng hồi phục mạnh lành cả nhà đồng tu học theo phật pháp thu được nhiều lợi ích giải thích thêm phá thai được xếp vào tội sát sinh rất nặng những phụ nữ từng phá thai cần chân thành sám hối và phải thực tâm quỳ trước Phật tụng kinh Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la ni hoặc kinh địa tạng để hồi hướng cho các vong thai bị giết như vậy mới có thể diệt tội tốt nhất là hai vợ chồng đồng sám tụng thì hiệu quả càng tốt bởi khiến nữ nhân từ hoài thai cho đến phá thai là trách nhiệm mà nam nhân không thể trốn tránh đi câu bị cảm động. Tại huyện Liêu Trung, tỉnh Liêu Đinh Đông Bắc, Trung Quốc, một buổi sáng đầu thu năm 1997, gió hay hay thổi, dòng Liêu Hà yên tĩnh, nước trong biên biếc, bên bờ cây cỏ tốt tươi, cành lá đông đưa, khi làn gió nhẹ thổi qua, cảnh vật ấm áp hiền hòa dưới ánh nắng ban mai tỏa chiều, Đỗ tiên sinh tay cầm cần câu vai đeo vỏ săn sái đi đến cạnh bờ sông ông mốt mồi vào lưới câu và thả xuống nước sau đó nhìn chăm chăm vào mặt sông hồi hộp chờ đợi vẻ mặt vừa căng thẳng vừa thú vị hình như có con cá lớn đã mắc câu cứ nhìn lực bị kéo căng của dây câu và cần câu thì biết ông liền giật câu lên con vật dính câu đã hiện ra trên mặt nước Gương mặt đủ tiên sinh từ vui sướng bỗng chuyển qua kinh ngạc khi thấy hoạt cảnh lạ lùng trước mắt. Có thể nói là từ hồi đi câu tới giờ, ông chưa từng chứng kiến qua. Con vật cắn câu không phải là con cá lớn, mà là một ả rùa to. Trên bình rùa còn có mấy con rùa nhỏ, chúng bám chặt bình rùa lớn không buông. Do vậy mà đồng loạt bị kéo theo lên hết cần câu vừa hạ xuống đất thái độ của mấy rùa nhỏ giống như vệ sĩ chúng lập tức bao quanh rùa lớn đôi con mắt đen bé nhìn trừng trừng và đủ tiên sinh vẻ rất căng thẳng xưa nay ông vốn gan dạ và bình tĩnh nhưng trước cảnh tượng lạ lùng này ông chưa biết xử trí ra sao thật ra ông cũng từng nghe nói về tánh linh động vật đối với những lời đồn những điều nghe được này thuở giờ ông không quan tâm và chẳng hề tin vì ông luôn cho rằng người ta thích khoa trương phóng đại bị đặt ra thôi nhưng giờ đây đối diện với, với hình ảnh sống động nhưng khó tin trước mắt ông hoàn toàn bị chinh phục những con rùa bé nhỏ này khiến ông nhớ lại thời ấu thơ của mình nhớ đến thăm tình cha mẹ anh em thắm thiết ông nghĩ các chú rùa nhỏ này cũng vậy cũng biết yêu thương và rất muốn bảo vệ tình thâm chắc chúng cũng đeo mẹ thương mẹ giống hệt như ông hồi nhỏ vậy té ra những động vật bị con người thẳng tay tàn sát kia cũng có linh tính cũng có tình cảm và đời sống giống y như con người lương tri đỗ tiên sinh bị đánh thức cuối cùng ông quyết định làm một việc xưa nay chưa từng làm là phóng sinh ông lặng lẽ tháo con rùa to khỏi mốc câu thả nó xuống nước sau đó lần lượt thả mấy chú rùa con xuống theo, lòng đầy ấy nấy, ăn năn. Ông nói với đám rùa, Xin lỗi nghe, các ngươi về nhà bình an nghe. Mấy chú rùa nhỏ, bơi theo sau mấy chú rùa lớn, trong đó có một rùa con có quay đầu lại nhìn ông. Sau đó, đỗ tiên sinh bẻ gãy cần câu, kể từ ngày hôm ấy, ông không câu cá, và dứt hẳn sát sinh. Hiện giờ, Ông là một đệ tử trung thành của Phật giáo. Ông thường kể lại câu chuyện này và khuyên mọi người không nên sát hại sinh vật. Tục ngữ nói, Nhân chi sơ tính bản thiện, có nghĩa là bản tính con người ban sơ rất hiền thiện, nhưng tùy theo tuổi tác ngày một lớn và do ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh không tốt, mà tính thiện lành này cũng dần dần bị che lấp, rồi người ta xa vào các việc xấu hồi nào không hay những người may mắn thì gặp được cơ duyên khiến họ tỉnh ngộ sửa đổi và cải ác tùng thiện khôi phục bản tính trong lành sẵn có đỗ tiên sinh chính là một trong số người may mắn này con đường làm giàu người ta ai cũng ưa phát tài có người biết nắm lấy cơ hội nên tâm muốn sự thành có người tùy khả năng mà vươn lên theo thời nỗ lực phấn đấu, dốc hết cả đời, cuối cùng cũng thành tụ. Có người dù tích lũy lắm tiền của, tuy được tài phú nhưng không bền lâu, vì sai lầm một chút mà ôm hận thiên thu. Hơn 10 năm nay, tôi theo hầu hòa thượng Diệu Pháp, chứng kiến nhiều người đến thỉnh giáo ngài vấn đề này. Vì vậy, tôi tuyển chọn hai câu chuyện có thực, tiêu biểu, chia sẻ cho độc giả nghe như đã thuộc, trong quyển báo ứng hiện đời tập 1 nơi mục pháp ngữ của hòa thượng có cư sĩ hỏi làm sao để tụ nhiều tiền tài nhằm giúp kiến thiết đạo tràng hòa thượng đã dạy tiền tài như củi tụ nhiều vô ích chỉ cần cho một mồi lửa là chiêu hòa đốt thân củi dễ tìm cần thì lượm nhặt nhưng không nên tham vì tiềm ẩn họa ở trong Thực ra, câu chuyện này còn nửa phần sau chưa kể hết. Vì sao cư sĩ này thỉnh giáo muốn tụ nhiều tiền tài để xây cất chùa? Bởi ông là một người giàu có, sự nghiệp cực kỳ thành công. Mời quý vị xem câu chuyện dưới đây. Tuần thức đầu tiên Mùa đông năm 2009 Cư sĩ Dung gọi điện cho tôi hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm nguyện của cô vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình mong làm giảm bớt tội nghiệp cho mẹ Câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu kỳ lạ. Được nghe rồi, tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại, có thể giáo hóa cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay. Mẹ chu sĩ là bà Vân, bị bệnh nặng, qua đời vào mùa thu năm 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà, thực khiến cho người ta phải đau lòng là tại cô Nga Em dâu của chu nữ sĩ Cũng là con dâu bà Vân Lần đó trong lúc gây cãi Cô Nga đã khiến bà già tức mà chết Em dâu chu nữ sĩ Là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng Thường cùng với mẹ chồng gây cãi như cơm bữa Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại Cô Nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc Sau khi mẹ chồng qua đời rồi cô Nga càng không có chút gì ăn năn sám hối. Là chị, chú nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này. Vào nửa đêm ngày thứ bảy, tính từ lúc bà Vân qua đời, chú nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân, nên cứ nhìn chăm chăm vào chi ảnh của mẹ, hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình. Ngay lúc đó, cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình. Chú nữ sĩ liền tỉnh hẳn và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi mẹ chu nữ sĩ mặc áo đi đường phía trên thân bị đeo gông xiềng lộ vẻ hết sức thống khổ chu nữ sĩ làm gan hỏi mẹ phải mẹ đâu mẫu thân cô cho biết hôm nay là đêm vong linh được phép về nên mẹ cô đến thăm cô mẹ cô đã chết rồi khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian thấy cô rất buồn hàng ngày rơi lệ mẹ cô rất đau lòng hôm nay được ngục quan phê chuẩn cho phép tướng quân ngu đầu mã diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô chu nữ sĩ vội vàng hỏi mẹ ơi mẹ nói giọng hương đài và tướng quân ngu mã gì con nghe con nghe mà không hiểu gì hết lúc đó mẹ của cô nói rằng dòng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian tướng quân ngu mã là ngục tốt ở âm cung cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội Mẹ ơi Vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả Dung ơi Chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn Con biết vì sao Mà mẹ phải chết phải không Là tại cái đồ Dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà Nhưng thật ra Đây cũng chính là báo ứng của mẹ Vì hồi trẻ mẹ cũng bất hiếu ác độc Với bà nội của con Ông nội con đã sớm qua đời Bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ Nhưng hãy bà nội con có làm chút gì trái ý Khi mẹ không vừa lòng Là mẹ liền trách mắng Đến nỗi sau này Bà nội con mỗi khi thấy mẹ Đều run sợ như chuột gặp mèo Ngay cả thở mạnh Bà cũng không dám Mẹ thấy vậy rất đắc ý Cảm giác trong nhà này mình là chủ Rất oai phong Nói gì ai cũng phải nghe có một việc con không hề biết Nguyên nhân bà nội bệnh đó, Chính là do mẹ gây ra đó Ngờ đâu Lần bệnh ấy bà nhập diện Và quá đời luôn Bà bị mẹ làm cho tức Mà chết đó Phật mẹ Lúc sắp lìa đời Khi mẹ nhìn thấy ngu đầu má diện Đến đóng gông mẹ Mẹ đã kêu to rên rỉ Nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác Kết quả là Mẹ bị họ bắt hồn đem đi xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề Có ngờ đâu chẳng hiếu kính Như cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời Lại bị hành tội khổ sở như vậy Mẹ ơi Mẹ nói bà nội vì mẹ làm sầu não mà nhập viện Sau đó qua đời hả Lúc này Thình Linh, chồng chú nữ sĩ xuất hiện Ông từ trong phòng bước ra hỏi Em đang nói chuyện với ai vậy là mẹ đó anh mẹ đang về nè ở đâu sao anh không thấy chắc tại em gần đây buồn nhớ mẹ dữ quá cho nên sinh ra ảo giác đó không phải mà hôm nay là đêm vong về là ngày mẹ được đến thăm em em đang trò chuyện cùng mẹ anh không thấy mẹ đứng trong đây sao không anh không có thấy gì hết trơn á mẹ ơi Tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ Dung à Đúng là nó không nhìn thấy ta Số con cũng khổ Phụ thân con thật sự đã làm khổ con Vì gả con cho người chồng như vậy Chồng con là kẻ bất thiện Lúc này Ông chồng của chú nữ sĩ Đã kéo chú nữ sĩ vào trong phòng Cô không chịu đi Đột nhiên Chồng cô hét to lên một tiếng Ôi mẹ ơi Lộ gia kinh hãi Như vừa gặp phải quỷ Và chạy thẳng về phòng bình. Cô ngơ ngác hỏi Mẹ ơi Mẹ sao rồi Chợt Cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa Cảm tạ các tướng quân ngưu mã Xin hãy cho phép tôi Nói với con gái tôi cho xong chuyện Chồng con bị hai tướng quân ngưu mã Dọa chạy rồi Hiện giờ nó đang hãi hùng Nằm trùm mền rung lập cặp kìa Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiều cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu Mẹ ơi Chẳng phải mẹ bị họ dùng gì xích trói hay sao Vậy thì vì sao Họ lại giúp mẹ và con chứ Chà Đây là trách nhiệm của họ Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra Để sau này Con thông báo cho mỗi người biết Khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào Mẹ hy vọng thông qua chuyện này những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi nếu không tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này tương lai mẹ còn phải vào chảo dầu thọ tội nữa mẹ mẹ nói sao Chảo dầu hả con có nghe nhắc đến nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao con à chẳng phải truyền thuyết đâu những người ác không tin nhân quả cho nên họ một bề đã kích địa ngục bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi từ hôm nay trở đi con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu mẹ vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả <laughs> tội của ông không nhẹ đâu Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng Ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta Ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện Mà lẽ ra ông phải là người làm tốt Khuyên giải hai bên mới đúng Ông cũng là đại bất hiếu Vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng Thì ông nên trị cho ta một trận Thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ quỷ thần cũng sẽ kính phục ông tất cả đều là tại ông dung túng hết ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy đối với những đứa còn bất hiếu hình phạt trị tội là rất nặng bà còn mấy năm trước bị trúng gió bán thân bất toại cũng là bị trừng phạt đó hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa đáng sợ quá nhưng như vậy không đúng rồi chị vì... hồi mẹ ở dương giang ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà giống như hồi năm ngoái đó giếng châu bị động đất chẳng phải mẹ đã đóng góp năm trăm đồng hay sao như vậy đâu thể tính mẹ là người ác được vì sao mẹ vẫn phải chịu hình phạt con à như con biết rồi đó, có nhiều người làm phúc thiện thì thấy dường như là có công đức, nhưng phúc kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu. Con nghĩ mà xem, kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu có thể là người chân thiện được sao? Còn nữa, năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng, vì đối với các nạn nhân bị động đất, mẹ không hề có lòng đại từ ái mẹ góp tiền là gì mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt nào có dè đâu lòng mẹ nghĩ chi thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trọi và có ghi rõ hết ngục quang nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít phần nhiều là thiện nhỏ thiện giả dối cho nên khó chống đỡ khó phá tan tội bất hiếu được mẹ ơi con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đi con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha Con nghe nói Siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong Được lên thiên đường Nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời Thì người ác đâu còn bị trói buộc gì Chết rồi Thì con cháu có thể xuất tiền ra Làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi Nếu như vậy Trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao Con à, không có dễ dàng như vậy đâu con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi con vì mẹ làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt mẹ không ngăn cản nhưng tốt nhất con phải thường đi chùa lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện kinh quý còn nữa con nên phóng sinh cho nhiều. Như vậy thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều. Còn nữa, phán quan nói con cùng Phật giáo có duyên. Trải qua những việc trong hôm nay rồi, á từ đây về sau, con nên lui tới chùa thường xuyên. Tương lai, nếu con tu chí thành, thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ. Công đức con tu viên mãn, thì mẹ cũng được sáng lây. Đến lúc đó mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc Dung à Giờ đã đến lúc đi rồi Tướng quân ngưu mã đang hối thúc mẹ kìa Mẹ phải đi đây Mẹ ơi Sao con không nhìn thấy các tướng quân ngưu mã Ôi trời ngốc ơi Ngàn dặn lần con không nên thấy họ Vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác Những kẻ xấu làm ác rồi chết thì sẽ có ngại thấy họ ngay được rồi mẹ ơi con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn mẹ an tâm mà đi nha chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra để cảnh giác răng nhắc những người con bất hiếu cô nói với tôi chồng cô từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ít lợi nào, thì xin hồi hướng phước điền này đến mẫu thân chu nữ sĩ, cầu cho bà sớm ly khổ đắc lạc. Đắc lạc, đắc lạc. Tổ, Tổ kiến và nhà, nhà ở. Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp hòa thượng diệu pháp để thỉnh giáo bọn họ ba năm trước từ đài loan ra nước ngoài định cư trước tiên họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng hễ chồng ưa thì vợ không chịu hoặc ngược lại hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng, mà tới khi cả gia đình đồng ý, thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn tiến này kéo dài ngót ba năm, cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang đại lục, lên ngũ đại sơn bái Phật, thỉnh cầu hòa thượng diệu pháp giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đứa con trai: "Hai con tính tinh nghịch, có ư chọc phá tổ kiến không vậy?" Nghe sư phụ hỏi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười người mẹ nói <laughs> dạ hai cháu hồi nhỏ rất ưu phá tổ kiến nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến còn khen trong tổ thiết kế rất là hay có cung điện cho kiến chúa có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm dạ hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống sư phụ nói Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ, tạo dựng nên. Còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến, đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân, an nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra, đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai, dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, hòa thường quở. Còn hai con nữa thân làm cha mẹ đã quy y cửa phật nhiều năm vì sao có thể đứng yên nhìn mặt tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình nếu các con sớm sám hối tạo phúc siêng năng tụng kinh hồi hướng công đức cho hàng ngàn, hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ Chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy Sau khi chúng con về Cả nhà sẽ sám hối trước Phật Và tụng kinh địa tạng Chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến Như vậy có được không thầy? Lệnh thay, lệnh thay Được rồi Các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ Tất cả chúng sinh Đều có khả năng thành Phật Cho nên Không được xem thường loài vật không được tùy tiện làm hại chúng sinh. Lý do tôi đến với Đạo Năm 2004, tôi 32 tuổi. Trước khi tự thuật chuyện bình, dưới tòa mười phương chư Phật Bồ Tát, cùng tất cả chúng sinh, tôi xin thành tâm sám hối. Tôi hiện ngụ tại thành phố Mai Châu, từng cấp sách tại trung học liên hợp. Hồi đó tôi không chăm học, chuyên kết bè lập đảng đánh lộn đánh lạo, gây rối trong xã hội không ngừng. Thầy giáo và người thân khuyên mấy mà tôi cũng không sửa đổi, cuối cùng phải bỏ học, đi làm thuê. Tôi làm đủ công việc trong xã hội, nhưng công tác không đều, bữa đực bữa cái, lúc làm lúc nghỉ. Cứ vậy mà sống qua ngày, và không chừa bỏ thối hư tật xấu, vẫn thường cùng với đám bạn bè, tự cho là thân hữu đồng chí, đi trộm gà bắt chó, gây chuyện ôm sòm tạo ra ảnh hưởng cực xấu. Ngày xưa đối với tiền tài vật chất, tôi tham mê lắm, nên thường dối gian, tạo nghiệp trộm cắp, tính tàn nhẫn ưa giết hại loài vật, thêm nét sân hận, ác khẩu, chửi tục không ngừng. Tôi đã huân tập, toàn thói quen cực xấu. Đã vậy, còn kết bè lập đảng với bọn bất lương, khiến tập khí ác, ngày càng tăng trưởng sâu nặng. Vì vậy mà tôi thường xuyên bị bắt vào đồn công an, các bốt đông tây nam bắc, khắp phố Mai Châu, chẳng có chỗ nào mà tôi không ghé vào đó. Vì tôi hay phạm pháp, nên thường xuyên bị nhốt vào những chỗ đó. Kể đến đây, tôi thầm sám hối với tất cả chúng sinh từng bị tôi cố ý hoặc vô tình làm thương hại nguyện chẳng còn tái phạm lỗi xưa những nhân xấu ác chiêu với quả khổ tôi xin dần lấy nguyện mười phương tam bảo bồ tát địa tạng vương gia trì tất cả được giải thoát sớm đắc vô thượng bồ đề giờ đây hồi tưởng lại những việc ác tôi đã làm sau này tạo thành hòa ương khiến tôi công tác lẫn sức khỏe gì cũng không ổn hay gặp rủi ro tất cả đều là báo ứng vì trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Tôi tự gây quả khổ, thì bản thân phải gánh lấy không ai chịu thay. Sau đây, xin kể về nhân duyên học Phật của tôi. Mùa thu năm 2000, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, khiến trọn đời nhớ mãi. Cho dù có trải qua trăm ngàn vạn kiếp cũng khó mà quên. Giờ xin thuật lại, để mọi người cùng cảnh giác. Lúc đó tôi chưa kết hôn, một đêm nọ đã khuya lắm rồi, tôi vào giường ngủ. Chốc lát đã thiêu thiêu vào mộng. Trong mơ, tôi thấy mình cùng với hai người bạn đi tới một vùng âm u đáng sợ. Bỗng gặp trận đại hồng thủy. Chúng tôi chạy trốn không kịp, nên bị hồng thủy cuốn phăng. Cả ba giảy dụa trong đó, kêu trời gọi đất vang rưng nhưng thấy điều vô dụng. Giống như bình thường mình xem phim vậy, trong chớp mắt, mộng đổi sang cảnh khác, tôi thấy mình nằm trên cái giường nhỏ hẹp, cảm giác cực kỳ khó chịu, liền dãy để thoát ra. Nhưng, càng dãy càng cảm thấy đau đớn, thống khổ, đến nỗi phải kêu rên không ngừng. Đột nhiên, tôi thấy chung quanh mình rộng không bến bờ, xuất hiện vô số cái giường đơn, có vô số người ở trên giường, kêu rên, dãy chùa thống khổ khó khăn, thật đáng sợ. Chớp bắt, lại đổi sang cảnh khác tôi và vô số người bị vây trong một cái thành cao không thấy đỉnh, có giám ngục hình dáng to đen như quái vật, canh gác chung quanh thành. Tướng mạo họ rất đáng sợ, tay cầm đủ khí giới, côn, thương, chỉ ba, đang áp giải tra khảo đánh người. Lúc đó, tôi cảm thấy thống khổ đến không muốn sống. Thầm nghĩ, phải mau mau chạy thoát khỏi chốn này. Thế là, tôi dốc toàn lực, trèo lên thành để vượt ngục bôn đào. Cùng lúc ấy, nhiều người bị áp giải hành hình chung quanh cũng đồng vượt ngục giống như tôi. Tình hình khi đó đại loạn, những quái vật kia liền hét to, ra hoai. Chúng đã vung côn, chùy chỉ ba, rượt theo truy đuổi. Tôi chạy bán mạng. Cuối cùng, cũng leo lên được trên đỉnh thành, nhìn ngoài thành thấy bên dưới là vực sâu hun hút, không có đáy. Chẳng mấy chốc, quái vật đã đuổi tới sát bên, nhanh nhẹn chợp bắt tôi. Tôi vội tung mình và nhảy, cảm giác như hồn bay phách tán. Tôi rơi thẳng xuống vực sâu khung hút nọ. Cuối cùng, chân cũng chạm đất. Tôi lờm cơm ngốc đầu dậy, chạy trốn tiếp. Ở phía sau, quái vật vung minh khí lên, hét to. Thâu kiện, thâu thâu kiện, thâu. Không kiện hào, không, 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 được chạy, mà bắt giữ không kiện hào lại. Bị chúng truy đuổi quá hăng, tôi mệt mỏi kiệt sức tay chân phát run kinh sợ hoảng loạn cực độ đột nhiên tôi nghe lưng mình nhối đau thống thiết té ra quái vật đã phóng chỉ ba ghim vào lưng tôi còn thét to bắt nó lại bắt nó lại bắt nó lại, bắt nó lại. tôi té nhào trên đất bị quái vật trối gô lại và cấm vào lưng tôi tấm thẻ bài to với hàng chữ khâu kiện hào thọ tử rồi chúng trối tôi vào cột Tôi thấy chung quanh mình cũng có một dãy người cùng thọ hình giống vậy Tiếp đến Một quái vật dơ thùng sắt lên trước mặt tôi Hét to hào hình Và rồi họ nghiêng thùng Xối vào chân tôi ô chú choa ơi Tôi thấy trong thùng chảy ra chất lỏng gì đó rất lạ Nó đang sôi lụp bụp, Vang thành tiếng Khối trắng bốc cuồn cuộn Tôi nghe đau đớn khủng khiếp giống như bị tưới axit hay nước đồng sôi vào người vậy. Lúc đó đột nhiên tôi khởi nghĩ, à, ta chẳng thèm để ý tới nữa, ta sẽ niệm lục tự đại minh chú. Thế là tôi vội niệm chú không ngừng. Anh bani mất dây hồng, 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 anh bani mất dây hồng. Thế là câu chú vừa niệm lập tức tôi chẳng còn biết gì đến màn khủng bố trước mặt. tôi càng điểm, càng danh càng lớn tiếng, bởi vì phần thân dưới tôi đã tiêu mất gần đến ngược rồi. lúc này đột nhiên trước mặt tôi vang lên âm thanh niệm đại minh chú thật to. tôi quay đầu nhìn lại thì thấy phía dưới có hơn năm đứa bé mặc y phục xinh đẹp, chúng nắm tay nhau đứng thành hàng, thân tỏa hào quang chiếu về phía tôi, cùng đọc lục tự đại minh chú âm vang trầm hùng nghe rất hay rất thích phần ngực của tôi không còn nữa rồi cổ cũng tiêu mất chỉ còn một khối khí trắng sôi lụp bụp vang thành tiếng sắp tiêu đến đầu rồi tôi liều mạng dốc tận lực niệm chú nhưng không còn giọng điệm nữa mà là tiếng rên đột nhiên một câu án ma đi bác di hồng phi thường hùng hậu vang dội trang nghiêm vọng đến tai tôi trước mặt tôi bỗng hiện ra một luồng hào quang sáng chối có một vị đầu trọc thân mặc y phục trắng hai tay chắp lại đang ở phía trên đỉnh đầu giường của tôi ngày hiện bán thân hơi nghiêng về hướng tôi dáng vẻ cực kỳ trang nghiêm Thành âm hùng hậu vẫn vang to lúc đó tôi cảm giác từ đầu trở xuống và tôi cảm thấy toàn thân khinh an dễ chịu khôn tả một sức sống sung mãn đầy năng lượng phủ khắp toàn thân tôi tôi thức dậy nhận ra mình đang ngồi trên giường liền đưa tay bật đèn đèn sáng. Lúc này tôi vô cùng chấn động, nhưng không hề có cảm giác sợ hãi khủng hoảng sau cơn ác mộng, mà chỉ có niềm cảm kích, xúc động tri ân vì mình đã được sống lại, hồi sinh từ cõi chết. Tôi xúc động đến toàn thân phát run vì bạch y đã biến mất tiêu rồi, hoàn toàn không còn thấy đâu nữa. Nhưng trực giác tôi cảm nhận rất rõ, đó là nhờ vị bạch y đó, người đầu trọc đó đã cứu tôi. Chính ông ta có sức mạnh quy thần rất nhiều kỳ, đã ban cho tôi sinh mạng mới. Tôi ráng kềm chế bản thân, và lấy lại bình tĩnh. Sau đó chỉnh trang y phục, hướng về chỗ hòa thượng áo trắng vừa xuất hiện ban đẩy, quỳ xuống lễ ba lễ. Kể đến đây, ác sẽ có người hỏi. Vì sao anh biết niệm chú? Anh bình thường có tin Phật không? Chẳng phải anh toàn làm việc xấu không hả? Vì sao anh lại có thể tin Phật Và biết niềm chú ngay trong mộng như vậy Chà Nói đến đây không thể không giải thích Quả tình tôi có nhân duyên cực kỳ sâu Với lục tự đại binh chú Mười năm trước Tôi tình cờ nghe được đĩ nhạc sướng tụng chú này Lập tức Sinh tâm ưa thích cực kỳ Vì vậy Mà suốt bao năm nay Hữu ý vô ý gì cũng niệm Cũng ngâm nga chú này hết Dù tôi hoàn toàn mù trước về Phật Pháp song tôi cảm nhận chú này có hiệu quả rất tốt. Bằng chứng là lúc tôi ra ngoài làm việc, mấy lần bị bệnh nặng cấp tính khó hiểu, chẳng hạn như tim bị đau thắt, như có vô số mũi kim châm vào, hoặc toàn thân co rút, phát rung lập cập. Nhờ nhất tâm niệm chú này mà tôi thoát khỏi cơn đau. Do vậy, mà bình thường bất kể ngày đêm tôi luôn niệm chú này, quanh năm không gián đoạn. Những ai biết đạo, chắc hiểu rõ uy lực thần diệu của chú này hơn tôi. Quay lại chuyện hồi nãy, sau sự việc đó, tôi rất muốn tìm hiểu vì Bạch Y xuất hiện trong mộng hiển linh cứu tôi, đó là Bồ Tát nào? Bồ Tát quan thế âm thì không phải rồi, vì tượng ngài tôi đã từng thấy qua. Nếu là Phật, cũng không giống. Tôi suy nghĩ mãi, mà vẫn không lý giải được, liền hỏi người nhà, nhưng ai cũng chế nhạo, chê cười tôi. Họ nói, do tôi bệnh, nên thấy ác mộng, và không thèm đếm xỉa gì đến đời tôi. Hãy tôi có bàn nhắc gì thêm, thì họ nói tôi bị điên. Lúc đó tôi rất khổ tâm, vì không ai thèm tin mình, đành âm thầm tìm tòi. Tôi nghĩ, Bồ Tát xuất hiện tại hướng Tây, mà phía Tây là hướng Chùa Phật Quang. Đúng lúc đó, ở địa phương kêu gọi giúp đỡ Chùa Phật Quang đang xây dựng tôi từng ghé qua chỗ này rồi, nên quyết định đến đó xem, hy vọng tìm được đáp án. Thế là hôm ấy, tôi cùng với người bạn đi chùa Phật Quang, gặp lúc các thầy lên điện tụng kinh, tôi nghĩ mình phải lên tụng theo họ. Lúc đó nhằm buổi chiều, các sư dân hương xong thì bắt đầu tụng cuốn kinh rất dày, tên là Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Tôi cũng tụng theo. Xưa nay, tôi chưa tụng qua kinh này bao giờ, nên đọc rất vất vả, khó khăn. Nhưng tôi nghĩ mình phải kiên dẫn, miệng tôi khô khóc, khó thể tụng. Tôi đành nhìn theo kinh tụng thầm, và tôi hết hồn, khi thấy cảnh tượng trong kinh tả giống hệt như cảnh mộng mà tôi từng thấy qua. Trong địa ngục có giường, biến đầy khắp nơi, một người thọ tội tự thấy thân mình nằm chật giường, ngàn vạn người thọ tội cũng thấy thân mình chật cả giường. Trời ơi, tụng đến đây thì tôi hết sức kích động, toàn thân phát run không kềm được. Tôi ý thức rằng điều mình khổ công truy tìm sắp có kết quả. Đột nhiên, tôi nhớ lại ngày hôm đó, khí trời nóng nực cực kỳ, nhưng toàn thân tôi cứ suốt mùa hôi lạnh, bởi vì thấy kinh văn miêu tả quá giống với cảnh mộng của mình. Có thể là do quyển kinh quá dày, hay còn nguyên nhân nào khác nữa mà tôi không biết. Vì các thầy tụng độc được nửa tiếng thì tuyên bố tạm nghỉ, lòng tôi hoang mang lo sợ, không biết phải làm gì, bèn bỏ ra đứng sớ rớ trước cổng chùa. Thấy gần cổng có một hòa thượng đang trò chuyện với một số hương khách, tôi thu hết can đảm, bước tới, liền thưa hỏi. Tôi nói với thầy rằng, trước đây con có mơ thấy một ác mộng, cảnh tượng giống y như trong kinh đã tả về địa ngục vậy. Nhưng mà sau đó có một vị sư xuất hiện đến cứu con. Lúc đó con niệm lục tự Đại Minh Chú, hòa thượng ấy cũng niệm chú này. Vậy những chuyện đó có thật không? Vị sư lại nhìn tôi và nói rằng, đây không phải là chuyện giỡn chơi, anh chớ nên nói đùa như thế. Tôi lại vội vàng muốn hỏi thầy rằng, thưa thầy, vị sư cứu con là Bồ Tát nào vậy? Thầy lại trả lời tôi, thời đến thì anh sẽ tự hiểu thôi. Sư chỉ đáp như vậy, lúc này bên trong hồi trống vang lên tôi nghe mọi người nói đến giờ tụng kinh rồi tôi cảm thấy rất mờ bịch, nhưng vị sư kia đã bỏ đi vào trong không nghe tôi hỏi gì nữa do nghiệp chướng sâu nặng hôm đó tôi không được đáp án nhiều nhờ tụng kinh địa tạng mà biết cảnh địa ngục trong kinh tả giống y như cảnh mộng của tôi thôi tôi cũng không biết gì về kinh địa tạng cũng chẳng rõ bồ tát địa tạng là ai nhưng tôi đoán, có lẽ là Bồ Tát Địa Tạng cứu tôi. Nhưng rốt ráo là sao thì tôi vẫn chưa minh bạch. Được một thời gian, Hồng cư sĩ gọi điện cho tôi nói: "Hào nè, tôi có một cuốn kinh Địa Tạng. Chú có muốn tới xem không?" Tôi vội đến chỗ anh. Anh đưa cho tôi một cuốn kinh Địa Tạng in rất tinh xảo và nói: "Bên trong có hình Bồ Tát Địa Tạng đẹp lắm." Tôi mở sách ra xem. Ôi thôi, đúng là ông này rồi, đúng là ông này rồi. Ôi cha ơi, hòa thượng tôi mơ thấy, tướng mạo giống hệt như thế này nè. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Tôi cảm động quá, cung kính để sách lên đầu, và chí thành điểm danh Bồ Tát Địa Tạng. Tôi nói với Hồng Cư Sĩ rằng, cho tôi thỉnh về nhà xem. Hồng Cư Sĩ ưng thuận. Sau khi cáo từ Hồng Cư Sĩ, về đến nhà, tôi mở sách ra bắt chước trong chùa tụng kinh bắt đầu từ đó trở đi tôi và hồng quynh thường cùng nhau đến chùa phật quang thỉnh kinh về xem tại đây tôi được nhiều cư sĩ hướng dẫn chỉ bày thêm dốc sức học tập phật pháp hồng cư sĩ lớn hơn tôi hai tuổi chúng tôi cùng nhận thức sâu xa rằng chỉ có học pháp tu theo phật dạy mới là con đường tốt nhất cho cuộc sống chúng tôi dốc sức tham gia các hoạt động phật sự, xin tụng kinh, phóng sinh, lo bồi dưỡng thiện căn, tiêu trừ nghiệp chướng, chăm chỉ tu hành. Hồng cư sĩ đời trước vốn là trồng thiện căn sâu dày. Mới đầu thì anh nói với tôi muốn học Phật trước tiên phải quy y tam bảo, xây dựng niềm tin căn bản cho tốt. Anh rủ tôi cùng đi quy y, nhưng tôi không chịu, nên anh đi quy y trước. Dưới sự chỉ đạo của hồng quân cộng thêm bản thân không gần học tập niềm tin phật pháp tăng mạnh tôi đã phát tâm quy y nhật nguyệt xoay vần như thoi đưa thời gian qua mau như tên bắn kiếp dân sinh ngắn ngủi nhưng nhiều khổ đau mạng sống vốn vô thường đức phật vĩ đại đã chỉ ra con đường tu hành sáng lạng cho chúng ta đây là con đường hạnh phúc là may mắn cực lớn cho chúng sinh chúng ta cần phải trân quý tinh tấn không lười phải niệm niệm tu hành để thành tụ trí huệ vô thượng hầu báo đáp phật ân trước khi dừng bút tôi xin trích dẫn những lời phật thuyết dặn dò cứu độ nhân thiên trong kinh địa tạng này địa tạng tâm tính của chúng sanh trong cõi diêm phù đề không định phần đông đều quen theo thối ác thoảng hoặc có người phát tâm lành, như rồi không bao lâu liền thoái thức, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó, nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này địa tạng! Hôm nay, ta ân cần đem chúng trời gửi giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam thiện tử nào trồng chút ít căn lành ở trong phật pháp chừng bằng sợi lông mẩy trần hạt cát giọt nước thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng chớ để họ thoái thức lại vậy nữa này địa tạng bồ tát trong đời sau hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo, bị đọa vào chốn ác đạo. Đến khi bị đọa vào ác đạo, vừa bước đến cửa ngục, những chúng sanh đó, nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật, hay danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu, một kệ kinh điển đại thừa, ông nên dùng thần lực của ông, tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui, vi diệu, thù thắng. Đọc đoạn văn đầy xong, chúng ta cùng tĩnh tâm suy gẫm, ác sa hiểu vì sao tôi được cứu, và cũng rõ được uy thần thề nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Ngài rất từ bi, có đại thần lực, có biện tài bất khả tư nghị, Bồ Tát một bề ở bên chúng ta, hộ niệm ta, xưa nay chưa bao giờ quên thệ nguyện của Ngài nếu như đời này tôi không thành tâm quy y tam bảo, quy y Bồ Tát Địa Tạng, quyết lòng tu sửa, hành theo đạo vô thượng, thì căn cứ theo ác nghiệp mình gây tạo, sau khi mãn thân người rồi, chắc chắn tôi sẽ đọa địa ngục vô gián, vạn kiếp khó ra. Vì những tội lỗi tôi đã làm, đáng phải chịu báo như thế. Mấy tháng cuối năm nay, tôi vui học đạo cùng đông đảo chúng cư sĩ. Nhờ các pháp lữ dạy khuyên khi thực hành cùng tập thể Pháp Lữ tại nhà, tôi thầm cảm nhận được sức gia trì hộ vệ của đoàn thể phi thường, mạnh mẽ và tốt lành. Càng cảm động và thầm mừng cho phố Mai Châu có được đạo tràng tốt. Dưới sự hướng dẫn thông tuệ của Thầy trụ trì Binh Huệ, Ngài hóa độ tứ chúng nỗ lực tinh tấn tu không lười, người khắp nơi đổ về viếng chùa lễ bảo tháp thiên Phật trang nghiêm lắng nghe đại sư khai thị tiếp thu chánh pháp tịnh hóa tâm linh tẩy sạch trần cấu hiển lộ bồ đề tôi từ một kẻ hung dữ tục tằng không biết đạo nhờ phật pháp mà chuyển hóa mà thay đổi cuộc đời theo hướng tốt mong quý vị đọc truyện của tôi thu được nhiều lợi ích khâu kiền hào kính bút